Xin kính chào anh chị em. Câu chuyện dụ ngôn của cây vả chậm ra trái nằm ở cuối đoạn tin mừng. Xin mời anh chị em chú ý và tìm hiểu được giá trị lời Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Có mấy chi tiết cần để ý. Trước hết là cây vả lại được trồng ở trong vườn nho của ông chủ. Như vậy, đây là một đặc cách bất thường. Thường người ta trồng nho là trồng nho. Còn cây vả, nó là một loại cây làm bạc đất, làm hại đất, nên người ta sẽ trồng riêng nó ra. Và hiệu quả kinh tế của nó xét ra không bằng trồng cây nho. Vậy, trồng cây vả ở giữa một vườn nho, mà cây vả ấy lại chậm ra trái. Rõ ràng đây là một bất thường, và nó cho chúng ta thấy có một sự nhẫn nại, nhượng bộ đặc biệt cho cái thân phận của cây vả. Vậy mà đã 3 năm rồi, nó vẫn không có trái. Nếu mà chặt nó đi và trồng nho, thì hoa lợi của cây nho chắc chắn là đã nhiều hơn rất nhiều. Người chăm sóc vườn nho ở đây đã xin gia hạn với ông chủ thêm một năm nữa. Ông nói rất là gắn bó, xin ông nán cho thêm một năm. Tôi sẽ cố gắng làm mọi cách bón phân cho nó, tưới nước cho nó, chăm sóc cho nó, để nó sẽ ra trái. Rồi nếu như nó không vẫn không ra trái, thì lúc ấy ông sẽ chặt đi. Vậy là ông chủ vườn đã nể mặt người trồng cây, người chăm sóc cho cây. Thưa anh bà và anh chị em, người chăm sóc vườn nho, người lo trồng cây vả, không ai khác chính là Chúa Giêsu. Ngài đã đứng ra để bảo lãnh, để mà biện hộ, xin gia hạn cho tất cả chúng ta trước mặt Thiên Chúa là Cha. Chưa nói đến lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha, mà chúng ta chú ý đến thấy Chúa Giêsu cũng đã có một tấm lòng thương xót cách đặc biệt. Ngài đã xin gia hạn thêm nữa, nhiều lần nữa, chắc không phải chỉ là 3 lần. Rồi sau 1 năm nữa, chắc là người làm vườn Giêsu ấy sẽ lại nấn ná thêm, sẽ lại xin gia hạn thêm 1 năm nữa, rồi lại thêm 1 năm nữa. Và có khi suốt cả cuộc đời của chúng ta, Thiên Chúa là Cha vẫn cứ nhẫn nại chịu đựng, chấp nhận lời khẩn cầu gia hạn của Chúa Giêsu. Quả thật, Thiên Chúa hết sức nhẫn nại và chịu đựng trước những lỗi phạm của con người. Nhưng con người của chúng ta thì không thấy ra điều đó. Lắm khi chúng ta còn ỷ lại, chúng ta học hỏi nhiều về lòng thương xót của Chúa. Đáng lẽ là phải động lòng và thay đổi cuộc đời, thì chúng ta lại vin vào cái thế là Thiên Chúa đã giàu lòng xót thương, thì không nỡ nào đánh phạt chúng ta, và cứ thế chúng ta ở lì lại ở trong tội lỗi, có thể nói là lờn mặt Thiên Chúa, dẫn mặt với Thiên Chúa, coi thường cái tấm lòng xót thương của Ngài, mà không chịu sám hối, không chịu xoay chuyển cuộc đời. Mà sám hối mà xoay chuyển cuộc đời thì chính chúng ta được hưởng lấy cái niềm hạnh phúc ấy. Chính chúng ta được sinh hoa trái, và chính chúng ta được hưởng lấy cái hạnh phúc ấy. Và Thiên Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc, chứ không phải là chúng ta chỉ có sám hối xoay chuyển để có lợi cho Thiên Chúa, mà trước hết đạt được hạnh phúc của chính đời mình. Thú thật là trong cuộc đời mục vụ, chúng tôi đã gặp rất là nhiều người không có hoán cải, cứ ỷ lại hết năm này đến năm khác. Và có thể nói là bao nhiêu mùa chay đã qua đi, bao nhiêu lời rao giảng, bao nhiêu đoạn tin mừng, bao nhiêu kỳ tĩnh tâm, bao nhiêu lời nhắc nhở, bao nhiêu lời khuyên của cộng đoàn, của các hội đoàn,
bao những lời cầu nguyện đặc biệt của cha mẹ, của anh chị em, bản thân thân nhân và bạn hữu của cái người tội lỗi đó. Nhưng người ta vẫn cứ bỏ ngoài tai. Chúng tôi có đến sức dầu cho một ông bị xơ gan. Dưới gầm giường của ông vẫn còn chất rất là nhiều, nhiều những chai rượu đủ loại, rượu ngâm, rượu thuốc, rượu tây, rượu ta, mà ông đã nằm thì cái bụng ông đã trướng lên như là một cái trống. Vì thế người ta gọi là sơ gan cổ trướng là như vậy. Khi sức dầu thì thấy ông cũng có vẻ như là xúc động, có vẻ tha thiết đón nhận ơn Chúa lắm. Nhưng mà sức dầu xong thì chúng tôi có hỏi một câu: thế bây giờ Chúa mà chữa lành cho ông rồi, sau lần sức dầu này mà ông được Chúa chữa lành, được gặp thầy gặp thuốc, thì ông có chịu bỏ rượu không? Ông hứa rất là mạnh mẽ: vâng, chắc chắn rồi, Chúa mà thương mà chữa cho con thì con bỏ chứ, con uống rượu tiếp nữa làm gì. Bẵng đi một thời gian, chúng tôi chợt nhớ đến ông và hỏi thăm những người quen. Thì họ bảo: dạ thưa ông sống lại rồi cha, khỏe rồi cha. Mà thưa cha, ông ấy lại tiếp tục uống rượu. Ông ấy lấy cớ là được chữa lành khỏi bệnh, ông đãi mọi người một chầu, mở tiệc và ông uống rượu một chầu. Sau cái lần đó thì ông lại thấy rượu ngon quá, hấp dẫn quá, và ông lại tiếp tục uống rượu. Và nếu có ai nói với ông thì ông lại bảo là: không sao đâu, có Chúa chữa. Chúng tôi lại còn quen sơ sơ thôi với một cái chị buôn bán bất động sản. Tức là chị mua qua bán lại những mảnh đất, những cái ngôi nhà, lấy lời, lấy cái đồng tiền lời này đắp vào để mà mua một cái mảnh đất khác. Thậm chí là cũng không phải là mua bằng tiền thật đâu, mà mua bằng hẹn hò qua lại. Có khi chưa phải chồng tiền gì thì cứ lấy cái lời của cái lần bán căn nhà trước, bất động sản trước, để mà đắp vào mà mua cái căn sau, rồi lại bán, rồi lại làm lời. Nhưng mà đến khi mà chị ta bị vỡ nợ, chị đã khóc lóc khắp mọi nơi, chị tìm chúng tôi để xin tôi cầu nguyện với Đức Mẹ. Tôi có hỏi chị là: thế bây giờ xong lần này thì chị có bỏ cái nghề này không? Thế chắc con phải bỏ chứ, làm sao mà ấy được? Con trả xong món nợ này là con mừng hết sâu, hết lớn rồi. Thế rồi có lẽ là Đức Mẹ đã chữa lành cho chị thật. Nhưng mà chị không nhớ cái lời hứa với bản thân chúng tôi, lời hứa với Đức Mẹ. Đó là nếu mà lành, nếu mà được chữa, nếu mà được cứu, thoát khỏi cái món nợ này, thì chị sẽ bỏ cái nghề buôn bán bất động sản, mua bán bằng bằng nước bọt, bằng cái khôn khéo, bằng cái nắm bắt thời cơ này. Đến khi con người lại mách chúng tôi: thưa bà gỡ được nợ mấy tỷ rồi cha ơi, nhưng mà lại đâu vào đấy cả. Khi chúng tôi làm bảo vệ sự sống, chúng tôi còn ở lúc còn đang làm việc ở Sài Gòn, chúng tôi có biết một cái bà ở Bà Rịa. Bà nghe biết là các em bé khi được bị phá thai đấy thì được Chúa đón vào lòng thương xót của Chúa. Không phải là một vị thánh, nhưng mà coi như là một vị anh hài đã trả nợ cuộc đời của mình bằng chính máu trong cái kỳ phá thai chính mình. Thì em bé đó được đón nhận lòng thương xót của Chúa để được Chúa đón nhận. Thế là người ta cũng có nghe biết đâu, học hỏi thế nào đó rồi suy diễn ra tên. Và bà ấy huynh hoang với mọi người là: nhờ tôi phá thai mà con tôi bây giờ được gọi là thánh, con tôi được gọi là anh hài. Là người ta đợi đùa: thế bây giờ bà có lỡ lầm lần nữa rồi, bà có phá thai không? Bà ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời là: nếu kẹt quá thì lại phá. Bởi vì yên tâm là có Chúa, lòng thương xót Chúa ở đằng sau, Chúa sẽ đại đón nhận cái đứa bé đó. Nó sẽ không phải là một hồn ma bất vượng lang thang, nhưng mà nó sẽ được gọi là anh hài. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, dù ngôn
cây vả chậm ra trái và được người làm vườn xin gia hạn thêm một năm nữa. Đó không phải là chuyện xa lạ mà là chuyện cuộc đời của mỗi chúng ta, có khi của cả lữ anh em linh mục chúng tôi và của anh chị em. Tất cả mọi người trước mặt Chúa chúng ta đều là một dạng cây vả chậm ra trái, đều là đã được chính Chúa Giêsu bảo lãnh và biện hộ cho để xin gia hạn cho thêm một năm nữa. Vậy thì thưa ông bà và anh chị em, mùa chay năm nay đã lại là một năm nữa được gia hạn. Chúng ta đã biến đổi như thế nào, đã xoay chuyển như thế nào, đã trở về cùng Chúa như thế nào? Bao nhiêu lần chúng ta đã đến nhận bí tích hòa giải mà chúng ta có xoay chuyển cuộc đời không? Anh chị em này nhớ, bí tích hòa giải vừa tha tội mà lại vừa chữa lành, tức là một cách nào đó sẽ làm cho cuộc đời của chúng ta sinh hoa trái. Khi chúng ta được tha thứ mọi lỗi lầm đã qua và được chữa lành, được mở ra trong một cái hướng đi mới trong cuộc đời của mình, thì bí tích hòa giải giúp cho chúng ta sinh hoa kết quả là những điều tốt lành trước mặt Chúa và trước mặt anh chị em của chúng ta. Chỉ còn mấy tuần nữa thôi, lại cũng hết mùa chay, lại cũng hết một năm gia hạn của Chúa Giêsu trước mặt Thiên Chúa Cha. Chúng ta có kịp thay đổi hay không? Amen.